Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh. Lâu quá không gặp, cuộc sống của mình rất là bận rộn, nhưng mà nỗi nhớ về quê hương trong mình lúc nào cũng hướng về tổ quốc, dân tộc. Cho nên những nan đề của đất nước nói riêng và trên cái đất Mỹ này nói chung, thì các bạn thấy với kinh nghiệm sống của mình thì mình thấy ở Việt Nam nó vẫn còn có nhiều cái hay để mình học hỏi. Ở Mỹ này nói chung thì cái chủ nghĩa tư bản này nó rất là người dân, chứ không phải giống như cái gì nghĩ đâu. Có sống với thằng Mỹ rồi mình mới hiểu được, nhất là lăn lộn trong cái xã hội Mỹ, mình mới thấy được cái sự thật của nước Mỹ nó như thế nào. Thành ra thì hôm nay mình trở lại, mình sẽ chia sẻ một cái đề tài tổng hợp đất nước, quê hương, xã hội và con người, và những câu chuyện mà một số các bạn không cập nhật được, thì những gì lại mình cập nhật được là mình sẽ chia sẻ về với quê hương để chúng ta cùng nhau tìm hiểu, chúng ta rút tỉa được những cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống. Thì các bạn thấy vấn đề mà tham nhũng ở Việt Nam nó luôn là một cái đề tài rất là nóng, một cái đề tài rất là nóng bỏng. Thì mình thấy tuy rằng mình ít có live stream đâu rồi, nhưng mà mình cũng theo dõi tin tức. Khi mà nói đến vấn đề tham nhũng ở Việt Nam thì người dân Việt Nam họ rất là bức xúc. Họ rất là bức xúc về những cái vấn đề mà tham nhũng, bởi vì họ nhìn vào cái số tiền mà thất thoát. Các bạn, những người mà tham nhũng đó, cái số tiền của nó quá lớn, mà trong khi đó cuộc sống mưu sinh của những người dân mà lao động phổ thông rồi, đại đa số người dân họ không kiếm được số tiền một cách dễ dàng như vậy, cho nên họ đâm ra họ bức xúc và họ lên mạng họ chửi chính quyền. Các bạn thấy, thì bên cạnh đó các thế lực mà xuyên tạc chống phá đất nước, như cái đám Việt Tân đồ, các bạn thấy cái đám Ngụy Nô hay ngoại, thì tụi nó chía vào, nhảy vào hôi của, thấy vậy thì bắt đầu là nó cũng phù hợp nhau để đặng mà nó kích động cái lòng hận thù. Khi mà người dân trong nước họ có những cái bức xúc không kiềm chế. Nhưng mà nói về những đề tham nhũng, tôi nói chuyện các bạn, ở Việt Nam được kiềm chế rất là tốt. Các bạn biết tính theo năm 2023 đến hôm nay là giữa tháng 8, thì chính phủ thu về lại cho quốc gia là hơn 75.000 tỷ đồng Việt Nam. Đó là điều đáng mừng anh chị các bạn. Các bạn thấy tham nhũng ở Việt Nam được chính phủ trung ương làm việc một cách rất là quyết liệt với sự lãnh đạo của Bác Trọng. Đó là điều mình phải nói là rất là cảm kích. Có nhiều người khi mà tôi lên mạng, những cái tôi vào Facebook một số cá nhân rồi, khi họ đăng tải những cái vấn đề tham nhũng rồi, họ bức xúc, họ tức giận và họ tìm đủ mọi cách, họ trút hết cơn giận dữ của họ lên một cái cơ chế. Tôi tìm cách tôi giải thích cho họ để họ chan hòa, để họ bớt đi những cái sự bức xúc, mà đừng để các thế lực xuyên tạc chống phá đất nước nó lợi dụng cái điều đó, nó kích động mình, làm cho mình quay lưng trở mặt với lại tổ quốc. Đó là cái điều rất là đáng tiếc. Bởi vì tôi, các bạn biết, tôi sống đất Mỹ này, thằng Mỹ nó hợp thức quá cái đề tham nhũng rất là ghê gớm. Thằng Mỹ này tham nhũng, mấy thằng chính trị gia mà tham nhũng mà đi tù, các bạn, tôi nói các bạn hơi bị hiếm. Như những cái, tại vì thằng cái chủ nghĩa tư bản đó, nó có một cái hệ thống gọi là nhóm lợi ích, nó
nó đứng ra nó bảo kê và nó hợp thức quá vấn đề tham nhũng của nó. Các bạn biết nó chia chác quyền lợi của nó, và bên cạnh đó thằng chính phủ chính quyền liên bang đó, nó theo dõi và nó thu về cái tiền thuế của nó nữa. Nó rất là siêu chứ không phải Việt Nam. Các bạn thấy trong cái thời kỳ mà Covid được cũng vậy, các bạn biết cái số tiền mà bị tham nhũng đó, lên tới 200 tỷ đô mà có thằng nào đi tù đâu. Ngay cả cái thằng thống đốc New York, cái thằng thống đốc California, rất là nhiều những tên chính trị gia rồi nó từ chức rồi xong coi như là miễn tội miễn nhiệm. Như cái thằng California thì thằng đó nó thuộc bên đảng Dân Chủ, tụi nó bỏ tiền ra nó mua chuộc những cái lá phiếu khi mà nó bị recall đó các bạn. Nhưng mà nó lòn lách ghê gớm lắm những cái vấn đề tham nhũng bên Mỹ trong cái hệ thống chính trị của ông Biden hiện thời, ví dụ tham nhũng cực kỳ ghê gớm nhưng mà có ai dám đụng vào. Ngay cả cái bà mà của Quốc hội Mỹ, bà Nancy Pelosi, các bạn thấy bà đó cũng là một cái tay gọi là rất là ghê gớm. Rồi bà Hillary Clinton, chàng ơi, tôi nói các bạn biết những cái chuyện tham nhũng ở Mỹ là nó khủng khiếp, nó ghê gớm lắm. Cho nên người dân Mỹ đó họ biết cái xã hội đó như vậy, và cái cuộc sống của họ, mưu sinh của họ, cơm áo gạo tiền đó, họ bây giờ có chửi mấy cái tụi kia thì cũng chẳng làm được gì, tại vì cơm áo gạo tiền, cái cuộc sống mưu sinh của họ, đời sống vật chất của họ nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Cho nên họ phải lo kiếm tiền. Còn ở Việt Nam thì các bạn thấy đất nước mình mới phát triển khi vấn đề tham nhũng được trung ương gọi là làm việc một cách rất là quyết liệt, không có dùng cấm. Ngay cả tướng tá, bộ trưởng, những người mà có chức vụ cao còn phải vào tù ra thám. Các bạn thấy Mỹ nó không có anh chị các bạn ơi. Tôi nói các bạn biết, ngay ngay cả cái tiểu bang Arizona mà tôi ở, nó có hai thằng thống đốc mà tham nhũng, Mecum với lại Faisal Minton, tham nhũng nó bắt bỏ tù cho có lệ thôi. Hai ông đó bắt bỏ tù cho có lệ, ở tù rất là sung sướng. Faisal Minton tham nhũng ở tù mà còn được đi về 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 phép để đặng mà nghỉ lễ. Các bạn thấy nó ghê gớm lắm, nó không phải mà hiếm khi nào mà có trường hợp như vậy. Cái nỗi mà ông Mecum từng là một thời thống đốc Arizona, tới lúc mà ông chết rồi nó vẫn làm lễ quốc tang cho ông. Các bạn thấy cũng khiếp, cái hệ thống của chủ nghĩa tư bản nó bao che về vấn đề tham nhũng một cách rất là siêu đẳng. Nó dùng những cái nhóm lợi ích, và khi mà nó bị phát giác đó, thì tụi nó từ chức rồi xong đưa hàng khác lên để đặng mà làm rồi nó cũng đi theo cái bánh xe đổ đó đó thôi. Nhưng mà cái thằng khác, chỉ có là cái thằng khác đứng ra là làm thôi, nó là như vậy đó. Rồi nhưng mà cái thằng mà tham nhũng nó trong cái nhóm lợi ích nó chia chác nhau. Các bạn thấy nó về nó vẫn sống một cách phè phở, không phải như Việt Nam. Các bạn thấy được lên án một cách rất là quyết liệt. Cho nên tôi chỉ góp ý kiến để người một số bạn là những người trên không gian mạng, mình cần trang hòa đó. Mình thấy đất nước chống tham nhũng một cách triệt để vậy, mình mừng, mình lên án những cái thành phần tham nhũng đó, nhưng mà mình không thể đổ đổ lỗi cho một cái cơ chế được, tại vì những người đó cũng từ dân mà ra thôi. Lòng tham con người vô đáy mà, liệu mình nắm quyền, cầm cầm quyền, mình có chịu được cái sự cám dỗ với những cái đồng tiền to lớn như vậy không? Rất là khó, các bạn thấy không?
Cho nên mình cần phải chan hòa, và cái quan trọng là pháp luật Việt Nam trừng trị tham nhũng một cách rất là quyết liệt và thẳng tay. Các bạn thấy vừa rồi ngay cả cái vấn đề mà gói cứu trợ và Việt Á và những cái vấn đề mà nó mang tính cách mà gọi là quốc gia đại sự được cơ chính quyền trung ương với sự lãnh đạo của Bác Trọng làm cực kỳ hay, thu hồi về cái đồng tiền mà chính phủ mà lấy về được từ cái những cái nhóm mà tham nhũng đó. 75.000 tỷ đâu phải là ít đâu chị các bạn, vì số tiền rất là lớn đối với một đất nước như Việt Nam. Cho nên chúng ta cần phải nhìn về mặt tích cực. Nếu các bạn nhìn về mặt tiêu cực thì thấy Việt Nam giống như là cái gì đó nó sắp sửa tan hoang. Thực ra nó không phải như vậy, tại vì tôi sống ở nước ngoài, tôi nhìn cái mô hình xã hội nó rộng hơn. Còn những người dân trong nước, nhiều khi tôi thấy một số những người cụ cụ cán bộ rồi ăn cơm mặc áo đảng, rồi nhiều khi lên mạng chia sẻ về vấn đề mà vấn nạn của xã hội Việt Nam một cách thái quá. Mình cần phải góp phần vào để là làm sao cho xã hội nó tốt đẹp hơn. Phản đối là để bày tỏ cái sự hiểu biết, đẩy lùi cái tiêu cực xã hội, chứ không phải rồi cứ đổ lỗi cái cơ chế này, cái chính quyền này, lãnh đạo thế này thế nọ. Không có cơ chế nào mà là hoàn hảo cả. Thằng Mỹ thì các bạn thấy nó bao che ghê gớm lắm, văn hóa từ chức của nó. Nixon các bạn thấy tổng thống Nixon không, cũng vấn đề tham nhũng mà phải từ chức ấy. Nhiệm kỳ thứ hai tham nhũng từ chức rồi xong rồi về kiếm được vài chục triệu trước khi chết. Mấy ông đó là lúc nào cũng làm cho mình cái viện viện bảo tàng để đặng mà đánh bóng tên tuổi của họ khi họ còn lãnh đạo, ghê gớm lắm. Các bạn biết những cái tiền đó đâu ra, những cái bảo tàng viện của họ, cái bảo tàng viện của họ, tiền thuế của dân đóng không, các bạn thấy. Mà khi họ không còn tại chức, họ về các bạn biết họ được hưởng rất nhiều quyền lợi, lãnh lương rồi những cái quyền lợi của những người mà chính trị khi mà họ có dấp phạm gì chăng nữa, họ từ chức là về họ họ hưởng trọn tất cả những cái quyền lợi. Ok thôi, xin dừng like ở đây. Xin chào quý bạn, chị các bạn, hẹn gặp cái like thứ hai sẽ vô cùng hấp dẫn. Bye 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 b